Mới thì những Đức à, có nói chuyện trên chiếc điện thoại mà nó có cái hiệu ứng mà khi nó quay mình đó quý vị. Như mình là một người già 70-80 tuổi nói chuyện. Những Đức nói chuyện này có khoảng 7-8 phút. Bị coi thử đi. Rồi tự nhiên nó nhắc nhở mình cái già nhất định sẽ đến với mình quý vị. Không ai chạy khỏi cái này. Dù giờ mình còn rất là trẻ nhưng ai cũng sẽ đi đến tuổi già đó. Rồi cuối cùng cái danh cái lợi trong cuộc đời mình có chạy theo nó cỡ nào, mình chạy theo nó cũng không kịp. Người mà hiểu phước báo trong mạng thì dù già cỡ nào thì mình cũng đã đem phước báo để trong mạng hết. Còn nếu nói chạy gì theo danh lợi thì một ngày nào mình già sao mình chạy theo kịp quý vị. Thì coi công đoạn những Đức chia sẻ mà 7-8 phút. Chú Tâm Nhiên cũng làm xong đưa lên cho vị coi. Vị coi vừa cảm nhận vừa vị nhìn thấy nó mắc cười mà vừa cảm nhận vừa thấy nó xúc động vì tương lai. Thầy hướng dẫn mình cũng sẽ lớn tuổi như vậy. Rồi cái cõi đời vô thường này, bữa nay chúng ta gặp, ngày mai chúng ta không gặp. Nếu như chúng ta không gặp được tịnh độ, chúng ta không niệm Phật cầu sanh cực lạc, vậy thì ở cuộc đời này chúng ta những ngày tháng vô nghĩa. Không làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời thì hoàn toàn vô nghĩa. Những Đức từ hôm nay thường quay những công đoạn vậy đi làm chi? Để nhắc nhở tuổi già sẽ đến với mình. Và cho nhiều người nhận thức. Người thầy mà mình quý kính, mình nghe lời, mình quý mến, lay quay cũng sẽ già thôi. Rồi chúng ta ai cũng sẽ già như vậy. Dù là thời còn trẻ quanh quanh liệt liệt, tiếng tăm lẫy lừng cỡ nào, nhưng một ngày nào cũng già rồi, cũng phải ra đi thôi. Nên cái câu những Đức thường nêu thích vô cùng: cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Quý vị nhớ, phải sống cho thật ý nghĩa. Sống cho thật là ý nghĩa. Không có để thời gian đi qua, sống bê tha, sống giải đại. Phải siêng năng niệm Phật, phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Đủ duyên gặp một người cũng khuyên họ niệm Phật, đủ duyên. Đem với một tình độ chân thật hết lòng giới thiệu, giúp cho người lìa khổ được vui. Đó là cái ý nghĩa nhất của cuộc đời của chúng ta. Làm đệ tử của Phật, làm sứ giả của Như Lai, hết lòng hết dạ đem Phật pháp giới thiệu, khô hơi cạn tiếng, nhiệt liệt hết mình, lúc gầy lúc khuyên, lúc thì thể hiện khó chịu, lúc thì xoa dịu, dùng đa dạng phương tiện mọi mặt để mong cho người ta được lợi ích. Chỉ nghĩ vậy thôi. Nên ở trên chiếc điện thoại cũng có nhiều cái cho mình thấy được bộ mặt thật của chính mình. Thật đó là đi đến một ngày nào mình cũng già, mặt mày nhăn nheo hết quý vị. Thì nhắc nhở mình mỗi ngày phải càng nỗ lực hơn nữa, càng siêng năng niệm Phật, càng hướng dẫn người nhiệt tình. Trong khi bây giờ mình có được nhân duyên đặc biệt này, mỗi một buổi giảng bao nhiêu người coi, bao nhiêu người tiếp nhận được lợi ích. Một ngày những Đức khuyên bao nhiêu người niệm Phật, quá trời đông. Vì sao không làm nhiệt tình hết mình? Nên tất cả quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ, chúng ta có duyên với nhau trong cuộc đời này, mà ngày nào cũng khuyên nhau tu, khuyên nhau niệm Phật, khuyên nhau cầu sanh cực lạc. Đây là hạnh phúc nhất của cuộc đời chúng ta. Và quý Phật tử nhớ kỹ, đây là hạnh phúc nhất của cuộc đời chúng ta rồi đó quý vị. Vì cuộc đời vô thường, giả tạm. Vô thường là hôm nay sống nay chết mai. Tiền bạc vật chất nó là giả tạm, nay tay mình mai tay người khác. Cả người thân mình, cả vợ chồng mình bữa nay trong vòng tay mình, ngày mai còn vòng tay người khác.
Bữa nay người ta nói thương yêu mình, ngày mai người ta nói thương yêu người khác. Nó là vô thường giả tạm mà. Nếu như chúng ta không nhận thức được việc này thì chúng ta khổ trong cái giả tạm. Nặng nề để khổ trong cái giả tạm. Nhưng Đức nói mỗi một giây, mỗi một phút, mỗi một giờ, mỗi một ngày, rồi lây quay một tuần, quý vị thấy. Như bữa nay thứ sáu, mai thứ bảy nữa. Cứ mỗi ngày qua đi, chúng ta lại cặn kề với vòng mộ. Tuổi già sắp đến, bệnh đau sắp đến và cái chết sắp đến. Thế bây giờ chúng ta còn khỏe được, chúng ta phải siêng năng nỗ lực tu tạo phước duyên, siêng năng niệm Phật để cuộc đời mình khi ra đi mà nở nụ cười. Nên có nhiều người hỏi Như Đức, vì sao thầy làm nhiệt liệt như vậy? Như Đức nói bây giờ đang đủ duyên. Để biết Đức Phật A Di Đà đưa lên một mô hình, một quy trình làm việc, hướng dẫn người tu cực lực nhiệt tình hết mình. Để biết Đức Phật A Di Đà. Rồi lấy quay tới khiếp thị. Cực lực nhiệt tình hết mình mà làm. Mình có thể làm một năm, 10 năm người ta làm cũng không bằng. Cực lực hết mình mà làm, không có để thời gian luống qua quý vị. Không để thời gian trôi qua. Trong khi mình có duyên, mình có cơ hội làm được, nỗ lực mà làm. Nên hàng Phật tử Như Đức cứ thường động viên câu này, để người nào cũng là người cực lực nhiệt liệt hết mình mà làm việc cho chúng sanh. Rồi có thời gian cơ hội tu, gặp một ông thầy hết lòng hết dạ nhắc nhở mình niệm Phật. Mỗi ngày đem một câu Phật hiệu nhắc mình, từ lấy cái vô thường, từ cái đấy, già bệnh và gần chết khuyên mình. Đủ cách đa dạng phương tiện để nhắc mình niệm Phật. Làm như vậy để làm gì? Vì mình nhận hạt gạo của Tam Bảo, cảm ơn Phật, cảm ơn Pháp, cảm ơn Tăng, mà nhiệt tình hết mình làm như vậy. Đa dạng phương tiện. Mong rằng những người hữu duyên mỗi trong một phương tiện nào, họ đều nghe được danh hiệu A Di Đà Phật, được nhắc nhở họ niệm Phật. Như cái tấm lịch những Đức làm bữa nay gỡ đi đến công ty cho người ta làm. Chắc chắn rằng khi làm tấm lịch này quý vị nhận được, quý vị sẽ rất vui. Bao nhiêu tâm huyết những Đức để vào đó. Một ngày mấy hai ngày những Đức cực lực nhiệt liệt đấy. Làm xong hình ảnh trong tấm lịch, những đoạn văn những Đức viết ra rất gần gũi và đơn giản ở trong tấm lịch. Niệm niệm nghĩ gì người, một việc làm gì đó giúp cho người ta hoan hỷ vui vẻ, mình thấy trong lòng mình cũng rất là vui. Khi tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng đến những công đoạn mà ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo tu hành ở Nhân Địa, tự nhiên trong lòng chúng ta nhắc nhở mình phải cố gắng học theo Pháp Tạng Tỳ Kheo. Khi ở Nhân Địa tu hành, mở rộng tâm lượng ra thật là lớn, để người người được lợi ích. Tâm lượng lớn thì phước báo lớn, tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ. Không thể nào mà tu ra một cái tâm hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn được. Ở cõi đời này chúng ta giành giật được cái gì với nhau quý vị? Cái danh cái lợi gì giành giật được với nhau? Niềm vui lớn nhất của cuộc đời người là sống trong một thế giới đại đồng, hòa hợp. Như chùa mình như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai không nhận thức xác thực, xin thưa quý vị, đúng là những ngày tháng của chúng ta để luống qua vô ích. Có khi chúng ta chạy đi tìm cái không, nhưng tạo ra cái nghiệp. Bao nhiêu con người ở trong cái cuộc đời này chạy đi tìm cái không, nhưng tạo ra cái nghiệp. Bao nhiêu con người luôn quý vị. Quá nhiều người. Quá nhiều người. Nên chúng ta cần mỗi ngày nghe Pháp để giác ngộ quý vị. Đừng có chạy theo tìm cái không nữa, mà hãy tạo cái xác thực nhất trong cuộc đời mình. Những cái việc tốt, việc thiện,
niệm Phật dẫn người đi tu, dùng đa dạng phương tiện dẫn người đi tu tập. Quý vị nhớ, có khi cái danh cái lợi nó là hư danh, nhưng mà không khéo chúng ta bị cái ma lực trong cái hư danh lôi kéo dẫn dắt mình đi vào con đường sai lầm. Nên phải hết sức cẩn thận được sự nhắc nhở. Nó sai một ly đi ngàn dặm. Lỡ có người mình phạm phải điều sai gì mà không chịu nỗ lực quay đầu thì nó sẽ đi xa vào con đường sai lầm. Nên phải thường nhắc nhở mình, cái gì lỡ mình sai mình phải quay đầu liền. Giống như chân đạp bùn thì rửa chân liền, lỡ giảm xuống sình thì bước lên liền, lỡ sập ổ gà thì kinh nghiệm đó là ổ gà, hãy quay lại liền, quay đầu là bờ. Nên đừng nên để lún sâu vào con đường tội lỗi. Phải nhớ kỹ, trong tâm tư những đức bây giờ, mỗi ngày nhắc mình nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, cứ đi đứng nằm ngồi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhớ về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhà Đức nhắc mỗi điểm chùa. Tối công phu xong là mấy anh em bố trí háo hức lên để động viên chúng trong chùa mình niệm Phật. Khi đi ghi ký số niệm Phật háo hức vui vẻ lên, mỗi anh em phải nỗ lực háo hức vui vẻ lên, ghi ký số niệm Phật cho các cụ, cho đại chúng. Cụ ơi, ghi ký số cụ ơi, chúng ta quyết chí về Cực Lạc cụ ơi. Vui vẻ háo hức lên để người người cảm giác bản thân mình mỗi ngày phải siêng niệm Phật. Vì tối quý thầy quý chú quý cô lại ghi, ai cũng háo hức vui vẻ thì ghi khi mình niệm Phật cả ngày. Người ta bấm số niệm Phật cả ngày, mình là người đi ghi mà phải háo hức, chứ đừng có lỡ mà cụ ơi đây con ghi cụ, cái mặt nó đằng đằng sát khí hoặc là đầm đầm đầm, không có lợi ích gì, không đặc biệt. Mình đi ghi ký số niệm Phật, chữ Phật là chữ giác, bản thân mình phải vui vẻ, hoạt bát, hô hà lên để cho người ta cảm thấy người ta vui. Ô cụ ghi, cụ bấm giỏi quá không? Cụ ghi cụ nghe không? Ôi cụ quyết chí vãng sanh nghe cụ ơi. Không? Tập trung người lại, quyết tâm về Cực Lạc, háo hức lên. Đó. Lấy cái câu gì giống như là một cái ký hiệu để động viên nhau, khi mỗi anh em đi ghi ký số là đọc lên cái câu đó để phát nguyện cầu sanh Cực Lạc, làm cho nó là một động lực cho người ta siêng năng niệm Phật. Ở một ngôi chùa mà vậy thì quá đặc biệt, chứ gặp mình ở ngôi chùa mà lạnh lẽo, không quan tâm ngó ngàng tới chuyện tu hành gì hết, không có quan tâm về cuộc sống của mình gì hết. Những đứa kêu thợ may người ta đi đo đồ cho các cụ, có cụ những đứa cũng mới tặng đồ đây, nên những đứa kêu may bộ đồ màu sáng sáng một chút tặng cho cụ dịp Tết. Chùa mình đông mà quý vị, may một lần nhiều dữ lắm, nên kỳ này những đứa cho thợ may người ta lại người ta đó. Dù là các cụ cũng đồ đạc có đủ bản hết, nhưng mà cái tấm lòng con người đến với con người với nhau, như quý thầy, quý chú, quý cô được, họ phục vụ Tam Bảo, như Đức nhiệt tình phục vụ, họ lo lắng cho họ, chưa bao giờ tạo một cái áp lực gì cho nhau. Cái cuộc sống này quá tuyệt vời. Có một cô mà cô lên bệnh viện, cô chăm bệnh, mà khi cô về, quý vị biết, cô về tới chùa khóc sướt mướt. Cô nói, con đi xa chùa cả từng lễ nay, con nhớ chùa không tưởng tượng được, nhớ người trong chùa. Con lên trên bệnh viện con mới thấy sạc chiếc điện thoại 5.000, sạc cái quạt gió 10.000 cái gì cũng tiền,
Tiền, tiền, tiền, tiền. Cái bệnh đau, mình là người tu vô trong bệnh viện, mình rên la này kia, mình cái gì hơi khó khăn là bao nhiêu người đánh giá mình. Nên con nêu lên cho thầy để nhắc nhở, ai bệnh đau khi đi tìm bác sĩ, mình là người tu, tập dễ tính, vui vẻ và hoan hỷ, để người ta cảm nhận người tu có cái đặc biệt. Nếu không hiện tướng tổn duyên, tổn phước, tổn đức của mình. Cô đi chăm một cô này, cô khó khăn, cực kỳ khó khăn. Nên cô về cô nói những đức nghe. Cô nói rằng đúng, giống như vô bệnh viện, giống như khổ đau vô cùng, thấy cảnh này cảnh kia nặng nề, về lại chùa giống như từ khổ thiệt là khổ mà được lên cực lạc. Cô cảm nhận gì? Nên như Đức thường nói chúng chùa, dù cỡ nào mình tập cả đời mình gầy dựng ở trong ngôi Tam Bảo, dù bệnh đau gì mình cũng niệm Phật, không á, đi tìm bác sĩ, đi vô bệnh viện, tập gì thì cả đời mình nó thành công hạnh. Cái việc niệm Phật giảng sanh cuộc đời mình nó nắm chắc hơn. Bác sĩ chỉ bệnh là chỉ bệnh mà thọ mạng chưa hết thôi. Chứ người mà đã là nghiệp lực và thọ mạng đến thì không ai mà chỉ được. Dù bác sĩ trên trời xuống chỉ cũng được. Thọ mạng đã đến là phải chịu. Nhớ kỹ. Nên mỗi người mình phải nhận thức quý vị. Đó. Cuộc sống mình bây giờ mình đang niệm Phật được, lễ Phật được, tu được, phải siêng năng, không có giải đãi được. Mình giải đãi là mình dại khờ quá. Giải đãi là dại khờ, không có giải đãi được. Đó. Như nãy những đức mà nói chuyện cộng đồng 7-8 phút, mặt già thiệt già, mà công nhận hiệu ứng làm hay thiệt quý vị. Mình bình thường mà quay mặt nhăn nheo già té tu, mà gặp những đức mà diễn mà lời nói chậm thêm cái nữa thì đúng là đạt. Tiếng nói già dính vô, áp dụng vô cái nữa, đúng là mình nhìn mình ô tương lai mình già vậy đó. Tương lai mình già vậy đó. Rồi ai cũng sẽ đi đến tuổi già đó, bị coi công đoạn đó đi, chia sẻ ra thấy ủa nhà như đức già dữ chặt. Tới tuổi già vậy mà vẫn là niệm Phật, cầu sanh cực lạc, rồi nhắc lại cuộc đời đã đi qua của mình. Rồi bây giờ chỉ có chờ Phật A Di Đà đến trước thôi, chứ không còn làm việc gì như ngày xưa nữa. Già ngày xưa vẫn bị tu, giảng pháp đồ hô hà dữ dàng, lễ Quan Âm với vị, tu tập chung với vị, bao nhiêu chương trình. Bây giờ thầy tới tuổi già rồi, không có làm việc gì đó được, chỉ mong Phật A Di Đà đến rước mà thôi, không có còn làm những việc đó được. Cấp độ quý vị nghe cũng hay lắm á, quý vị hãy nhận thức đi, quý vị hãy nhận thức đi, rồi mình sẽ tới ngày đó. Rồi hàng Phật tử được, tất cả quý chú quý cô được, nhận thức đi, chúng ta sẽ già như vậy đấy, ai cũng sẽ đi đến tuổi già như vậy. Nhắc người vô thường thì bản thân mình cố gắng đang sống những ngày tháng còn bình thường này, mình siêng năng niệm Phật. Cứ một câu Phật hiệu này ngày nào như thế cũng nhắc nhở. Chỉ cần ai là người đủ duyên chăng thật niệm Phật, ai là người đủ phước chăng thật niệm Phật, thì đời này có cơ hội giảng sanh cực kỳ cao. Chỉ cần nắm chắc ngay câu Phật hiệu, lấy nguyện thứ 18 làm trung tâm để nương tu, đừng có tìm hiểu thêm gì nữa. Chỉ cần một câu Phật hiệu này thôi, nó thu gọn tất cả những cái tạp tâm, tất cả những vọng tâm, những cái lo âu, những sợ hãi, nó quy về hết. Nó tự có Phật hiệu như một liều thuốc quá giải. Người mà nào bất an, lo âu, sợ hãi, buồn phiền, giận hờn, trách móc, phiền não, đủ chuyện sân si, chứ càng người này chăng thật niệm có Phật hiệu này, thì có Phật hiệu này có một cái công năng từ vạn đức hồng danh mà so diệu tất cả và hóa giải hết tất cả những thứ nghiệp trước đó. Giống như là tích lọc, giống câu ai với đạo Phật, giống như một cái lưới giày, dù nước có đục cỡ nào đổ vô lửa lóng từ từ trở thành nước trong. Có người có xấu xa tệ bạc cỡ nào, hẹp hòi cỡ nào, mà chỉ cần chăng thật niệm Phật là người này từ từ trở thành người tốt. Có người hẹp hòi chỉ biết mình không biết ai, niệm Phật từ từ nghĩ gì người khác, nghĩ gì việc lợi ích để làm, chắc chắn quý vị. Nên giờ Đức nói với chúng trong chùa,
Chỉ cần quý vị chân thật nhiệt tình phục vụ người thì những đức nhiệt liệt hết mình phục vụ quý vị. Nghĩ từng chút từng chút từng chút cho đại chúng. Nên lễ viết Đức Phật A Di Đà những đức nhắc Phật tử về đây cố gắng mỗi người mua một hai cái bánh bỏ trong giỏ để mấy ngày ở đây mỗi buổi tối quý vị. Tại vì lễ nghỉ sớm khoảng 8 giờ mấy là nghỉ rồi. Thì chúng ta dùng cái bánh lót dạ cái xong để cho nhà bếp được nghỉ ngơi quý vị. Để cho họ lên họ dự lễ viết Di Đà với mình. Có những việc mình nhờ họ, mình cần họ phải làm để lo thì phải làm. Nhưng có những việc không cần thiết thì đừng có bắt họ phải làm thêm nữa. Để cho họ được lên họ dự lễ viết Di Đà để họ có thời gian được tu tập với đại chúng một chút ngay lễ viết Phật A Di Đà. Đó là cái điều họ cũng vui lắm. Con người mà bắt cứ làm suốt luôn, nó nói viết thấy mệt mỏi. Nên Phật tử khắp nơi nghe gì nhớ một hai cái bánh không thua gì đâu. Nhưng mà nếu những đức mua thì để đóng tùm lum tùm la. Nhiều việc quá, năm nay với Di Đà nhiều quá, nhiều việc làm quá. Nội mà một đống đèn bông sen này thôi, cỡ một dãy nhà để đèn bông sen, rồi thêm lịch nữa quý vị, nhiều quá. Nên từ nó đó bao nhiêu việc phải giải quyết sắp xếp. Nên những đức nêu lên rất rõ ràng để mọi người chúng ta như người trong gia đình vậy. Cái gì nghe cái nhận thức và hiểu và giúp nhau. Trong cuộc đời này bị nhớ, những cái gì chúng ta không cần xài phước thì đừng nên xài phước. Nên những đức nói người ở trong ngôi nhà Tam Bảo chỉ cần biết tích phước, khéo tích phước thì phước rất dài. Cái nào cần dài xài thì xài, nhưng không cần xài một cách cũng không xài. Không giờ làm phiền ai. Cái gì mình phải nhờ nhau thì phải nhờ, nhưng cái gì không cần nhờ thì không cần phải nhờ. Đến chi giữ phước báo. Giữ phước báo để xài ở đâu? Xài cực lạc Tây Phương. Ở cực lạc Tây Phương thì đại công đức phước báo xài hoài hết. Còn ở đây xài hết. Ở đây xài hết. Nên những đức nói rằng cái người mình sống trong ngôi nhà Tam Bảo nghe được nhắc nhở gì, và hàng Phật tử nghe được nhắc nhở gì phải nhớ kỹ. Mình mà giải đãi bê tha ở trong ngôi nhà Tam Bảo mình nhớ kỹ. Thí dụ như mình ngoài đời, mình mà đi làm mấy vị coi, mình thuê cái phòng bao nhiêu tiền, mỗi ngày mình ăn uống bao nhiêu tiền. Chúng ta hãy ngồi tính cho thật là kỹ. Nếu như chúng ta mà không được dư ra thì không lẽ toàn là mình xài phước trong mạng mình không? Đến khi mình hết phước làm sao mình sống được bình yên đây? Hoặc là làm sao mình sáng suốt? Còn một con người siêng năng làm giỏi nhưng mà con người này lại sân si, cộc cằn thô lỗ thì cũng đổ sạch nhất. Nên mình làm được cho Tam Bảo mình mừng, mình vui, mình hoan hỷ. Gặp một hai chuyện ai nói gì mình chạm tới tự ái mình, mình nói mình là người tu mà, mình là người ở thế giới cực lạc mà. Mỗi một người nói mình gì cũng như thiếu nợ thì giả đi than vang làm gì. Cái tâm đó là vì tu hành biết giữ phước báo. Xài gì xài cùng với đại chúng, không dám tùy tiện. Ở trong ngôi nhà Tam Bảo không dám cái gì làm không phải về cái việc tham lam trộm cắp, không có dám. Tại vì cái hành động đó là một cái hành động nghèo đời đời kiếp kiếp. Một đời đi qua nhưng mà tạo ra cái nghiệp trước mà phải đọa tam đồ ác đạo. Nó ăn cắp của Tam Bảo tội còn Phật còn khó cứu hơn tạo tội ngũ nghịch. Nên bản thân mọi người chúng ta phải siêng năng cố gắng niệm Phật. Gặp được một ngôi Tam Bảo về hàng Phật tử nương tựa tu cũng là hạnh phúc như một đại gia đình. Nên Đức nói hàng Phật tử bây giờ mỗi tuần thứ bảy chủ nhật bây giờ chùa mình càng ngày càng đông, nhất là ngày chủ nhật càng ngày càng rất là đông, như là một điểm đặc biệt cho người ta có điểm nương về. Cảm thấy về chùa là một điểm bình an. Đúng là chùa là tổ ấm ta về mà. Con người ai cũng muốn tìm về chỗ bình yên. Về chùa mình như một đại gia đình cảm thấy rất bình yên. Nên 3 ngày lễ viết Đức Phật A Di Đà. Ngày 17 là ngày chính tổ chức ngay chùa mới. Ngày 18 tổ chức bên Đại Tùng Lâm. Ngày 19 bên Hộ Pháp. Ngày 17 là ngay thứ 6. Ngày 18 là ngay thứ 7. Và ngày 19 là ngay chủ nhật, 3 ngày. Ngày âm lịch nha quý vị, tháng 11 âm lịch, 17, 18, 19, tháng 11 âm lịch, nhớ kỹ. Nên nhiệt liệt hết mình nỗ lực mà đến để giữ khóa tu. Bao nhiêu cái sự lợi ích, nhất là những đức nói cho vị nghe.
Lễ viết Đức Phật A Di Đà là để cầu siêu cho tất cả người chết chưa siêu thoát. Cái tâm hướng như vậy đó, thì quý vị dự cái lễ này 3 ngày nhiệt tình miết mặt, là tự nhiên tâm trạng bị nhẹ nhàng thoải mái, vì cảm giác có khi chuyển hóa được con cái, chuyển hóa chồng, thay vì nghiệp quan gia được siêu thoát thì chuyển hóa chứ làm sao. Người nào nói rằng bây giờ con muốn cầu siêu cho người thân, cầu siêu cho hương linh, cầu siêu cho củ quyền thất tổ, đây 3 ngày pháp hội này cực kỳ thù thắng, đây là cơ hội để cầu siêu đó. Dùng toàn thể đại chúng 10 mấy 20 ngàn người để mà cầu siêu, đây là một đại chương trình thù thắng. Phúc sanh xuyên suốt 3 ngày, cúng điếu thực 3 ngày, đầy đủ hết chương trình, quá tuyệt vời. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tính nguyện niệm Phật luôn luôn háo hức từ tâm phát ra, siêng năng niệm Phật để phát nguyện đời này. Chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.